Chào mừng các bạn đã quay trở lại với miền Trung VN. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu cho các bạn biết cái cách tháo cái máy và thay cái màn hình, thay luôn cái cục pin của con máy Oppo R7S này. Trên tay mình đây là cái con Oppo R7S. Đó, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết cái cách để mà tháo cái máy này và thay cho cái máy này cái màn hình và thay luôn cái cục pin cho cái máy này. Thì mời các bạn cùng theo dõi mình thực hiện nha. Đầu tiên thì mình lấy cái cây chọc sim, mình lấy cái khay sim ra. Rồi tiếp theo thì mình lấy cái lưỡi lam á, mình lật cái miếng nắp nhỏ ở đây lên nè. Đó, cả hai đầu luôn. Bây giờ mình tháo những cái con ốc này ra, ốc hai đầu này ra luôn. Rồi giờ mình đã tháo được những con ốc hai đầu cái thanh máy ra rồi. Giờ mình lấy cái nắp lưng này ra khỏi cái thanh máy. Lấy cái miếng nẹp mỏng mỏng như thế này mình để vô đây. Tiếp tục mình lại. Đấy, đó, nó ra rồi đó. Đó. Vậy là mình lấy được cái nắp lưng của cái máy này ra khỏi cái thân máy. Bây giờ là mình lấy cái màn hình ra trước. Lấy cái màn hình ra. Lấy màn hình ra thì mình tháo những cái con ốc đây nè. Đó, nó có 4 con ốc đây. Ốc này là chỗ ốc cái cùm loa đó. Lật cái lỗ sạc này lên. Đó, đây là cái lỗ sạc, cáp sạc rồi. Lấy cái nẹp loa này lên, cái cụm loa lên. Đó, đây là cái cụm loa này. Cái này là cái roang chống nước đó. Nó rớt ra nè, bỏ vô lại đó. Rồi. Ở đây thì nó có cái socket của cái màn hình này. Socket tiếp xúc màn hình và cái bo mạch cái thân máy nè. Đó, mình lật cái này lên. À, lật lên như này. À, bây giờ mình lấy cái màn hình ra khỏi cái thân máy. Đây, cái màn hình này nó bị hư rồi, nó không còn hiển thị nữa, thì mình cứ làm mạnh tay, không có phải sợ màn hình nó hư nữa. Nó đã hư rồi thì mình lấy móng tay mình, hay là lấy những cái vệt mong mỏng mình rà vào chỗ này nè, ra vào xung quanh cái mép của màn hình đó. Mình đẩy cái socket của cái màn hình nó ra chung với cái màn hình luôn. Như thế thì mình đã lấy được cái màn hình hư ra khỏi cái thân máy. Đó, bỏ cái màn hình qua một bên. Đó, rồi bây giờ mình muốn thay cái viên pin của cái máy này nữa thì mình tiếp tục mình tháo những con ốc này ra. Đó, là những con ốc của cái nẹp bảo hiểm của cái những cái socket nè, socket nè cũng màn hình nè. Còn đây là cái socket của cái cục pin. Còn những cái socket này thì mình không cần thiết phải quan tâm làm gì. Mình lật cái socket cục pin này lên. Đó. Bây giờ mình là lấy cái miếng ni lông họ dán sẵn ở đây cho mình nè. À, mình cầm ở đây và mình giữ cái máy thanh máy chặt thì mình lột cái cục pin này lên.
Đó, như thế thì mình lấy được cái cục pin của cái máy Oppo R7S này. Đó. Thì các bạn thay cục pin thì các bạn ra ngoài tiệm á, các bạn mua cục pin mới, các bạn về thay thế vào thôi. Ở đây thì cục pin của mình nó vẫn đang còn dùng được, cho nên mình bỏ lại như cũ để mình tiếp tục mình xài tiếp. Mình chỉ hướng dẫn cách tháo cái cục pin và thay cái cục pin cho các bạn biết sơ như vậy. Thì bây giờ mình có pin mới thì mình bỏ vào đây, mình gắn vào lại như cũ. Đó, socket, gắn socket rồi bỏ pin vào vị trí của cái thân máy. Thế thì mình đã thay được cái cục pin cho cái máy Oppo này. Thì bây giờ là mình làm vệ sinh cái keo dơ xung quanh cái viền màn hình này. Đây mình có cái cây cuốn keo cũ nè. Mình đã vệ sinh xong cái keo cũ cho cái thân máy. Đó. Ở đây mình đã chuẩn bị một cái màn hình mới nè. Màn hình mới cho cái con Oppo này nè. Đó. Mình ra ngoài tiệm chuyên bán linh kiện của điện thoại nên mình mua cái màn hình này. Về thì mình bỏ vào thay thế cho cái máy này. Đó thì trước khi mình cho cái màn hình vào thì mình cho keo vào đây luôn. Đây mình dán cái màn hình điện thoại vào cái thân máy thì mình sử dụng bằng cái keo này. Đó. Bây giờ mình bôi keo đều vào đây. Mình đã bôi keo đều vào cái viền thân máy thì bây giờ mình cho cái màn hình vào với cái thân máy. Đúc cái socket của cái màn hình này qua cái lỗ nhỏ này trên cái thân máy này. Đó. Mình canh cho nó ngay cái màn hình với lại cái thân máy cho nó ngay với nhau, nó sập vào các cái gờ kia. Như thế thì màn hình nó cũng đã sập ngay giữa cái gờ của cái thân máy. Ở đây mình gắn chặt cái socket cái màn hình với lại cái socket của cái thân máy lại với nhau này. Đó, bỏ ngay và mình đè mạnh nó xuống. Rồi mình tiếp tục mình bỏ cái cụm loa này vào. Bỏ cái những gioăng cao su chống nước này. Gắn cái lỗ sạc vào đây luôn. Vậy là mình chỉ việc bắt ốc này nữa. Ốc ở đây thì nó có hai loại ốc này, ốc ngắn và ốc dài này. Ở việc cái này là con ốc ngắn này, còn đây là những con ốc dài này. Và cái chỗ cùng loa này là bằng những con ốc ngắn. Mình vặn những cái con ốc ngắn vào đây. À, như thế thì mình đã vặn được cái cụm loa vào với cái thân máy. Bây giờ mình tiếp tục mình vặn cái nẹp của những bảo hiểm những cái socket. Đó, bỏ cho nó ngay để cho nó sập xuống. Ở chỗ này thì mình cũng vặn những cái con ốc ngắn ngắn nè. Nó có hai ốc nè. Hai loại ốc này ngắn nè, ốc kia dài nè, rồi ốc ngắn vào đây.
Thế thì mình đã bắt được những cái nẹp và bảo vệ socket vào với thân máy. Bây giờ mình cho cái thân máy này vào với cái nắp lưng. Đó, mà sau khi mình cho cái thân máy vào với cái nắp lưng thì mình test thử cái màn hình nó chạy ok chưa. Đó, màn hình đã lên ok. Rồi, trong quá trình máy nó khởi động thì mình lại cho nó cái thân máy vào với cái nắp lưng. Bỏ nó ngay đó rồi mình ấn đều nó vào. Rồi để trong quá trình mà cho cái chờ cái keo nó khô thì mình phải buộc cái lấy dây thun mình buộc cái màn hình nó lại cho nó khít. Chờ keo nó khô nó sẽ khít và đẹp hơn. Gắn luôn cái khai sim vào đây. Cột cho nó keo, cho nó khít, cho keo nó hít, cho nó chặt, cho nó khít những cái đường viền với lại cái màn hình với lại cái thân máy này. Bây giờ thì mình tiếp tục mình vặn những gông ốc đằng sau lưng hai đầu cái thân máy vào nè. Bây giờ mình dán những cái miếng nẹp trang trí đằng sau cái thân máy vào. Như vậy thì mình đã giới thiệu cho các bạn biết thêm về cái cách mà tháo cái máy và thay cái màn hình, thay luôn cả cái cục pin của cái máy Oppo R7S này. Thì các bạn thấy video hữu ích thì hãy nhớ bấm like và bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình. Rất mong được giao lưu và kết nối dài lâu với tất cả các bạn. Video mình tới đây xin được phép kết thúc. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.